Mark One số 1 về Mark. What's up nào cho anh em, Tùng Trơn đây, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark One Channel. Vào ngày hôm qua thì Apple đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm MacBook Pro 2018 với một cái sự nâng cấp cực kỳ mạnh về mặt cấu hình cũng như là một vài các cái tính năng. Và cái điểm mà làm người dùng nhớ nhất đó chính là mức giá của những cái sản phẩm này. Đối với lại phiên bản 13 inch thì em nó sẽ có mức giá khởi điểm là 1.800 đô, tương đương với 41 triệu đồng. Và phiên bản cao cấp nhất thì sẽ có giá lên tới là 3.700 đô, tương đương với 85 triệu đồng. Còn đối với lại phiên bản 15 inch thì đây sẽ là một cái bước ngoặt của Apple về mức giá, khi cái sản phẩm rẻ nhất đã có mức giá là 2.400 đô la, tương đương với khoảng tầm 50 triệu đồng. Còn đối với lại cái phiên bản cao cấp nhất, nó lên tới mức giá là 6.700 đô, tương đương với 154 triệu đồng. Và đây sẽ trở thành một trong những cái sản phẩm laptop đắt nhất ở trên thị trường. Và ngoài cái mức giá ra thì chúng ta sẽ có những cái điểm gì mới ở trên cái dòng sản phẩm MacBook Pro 2018 thì hãy cùng mình vào video ngày hôm nay để tìm hiểu nhé. Cái điểm đầu tiên đó chính là về con chip. Đối với lại cái sản phẩm 15 inch thì chúng ta sẽ lần đầu tiên có một cái option, đó chính là Core i9. Như các bạn cũng biết thì những cái dòng sản phẩm MacBook Pro trước đây thì nó sẽ chỉ là Core i7 mà thôi. Tuy nhiên ở cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có đó chính là Core i9 6 nhân. Và cái sự nâng cấp này thì giúp cái chiếc MacBook Pro 15 inch phiên bản mới sẽ mạnh mẽ hơn 70% so với lại thế hệ cũ. Và đây cũng chính là cái chiếc laptop đầu tiên của nhà Apple được trang bị dung lượng RAM lên tới là 32GB. Trước đây thì những cái sản phẩm MacBook Pro thì Mac option nó chỉ là 16GB mà thôi. Đồng thời cái sản phẩm này thì nó sẽ là công nghệ RAM DDR4 thay vì là DDR3 như những cái sản phẩm trước đây. Tuy nhiên có một cái lưu ý nhỏ, đó chính là dòng MacBook Pro 13 inch 2018 thì vẫn sẽ sử dụng công nghệ RAM DDR3. Ngoài cái tùy chọn về RAM ra thì chúng ta cũng có một cái tùy chọn ổ cứng tối đa lên tới là 4TB SSD. Các bạn lưu ý là ổ cứng tối đa là 4TB SSD nhá. Và thực sự đây là một cái ổ cứng rất là khủng. Sự nâng cấp tiếp theo đó chính là về mặt màn hình, khi sản phẩm này được trang bị màn hình Retina True Tone. Và với cái màn hình này thì nó sẽ giúp cho cái chiếc MacBook của chúng ta có khả năng thay đổi màu theo môi trường để giúp bạn không bị nhức mắt, đặc biệt là về ban đêm. Ở trên iPhone, iPad thì cái công nghệ này đã được trang bị khá là lâu và nó đem lại một cái hiệu quả khá là tốt. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải có máy thực tế để chúng ta có thể trải nghiệm cái công nghệ này ở trên một cái sản phẩm laptop. Điểm nâng cấp tiếp theo đó chính là chiếc MacBook Pro đời 2018 nó sẽ được bổ sung thêm một con chip, đó chính là Apple T2, giống như là ở trên chiếc iMac Pro. Với việc sử dụng con chip Apple T2 này thì sẽ cho phép Apple có nhiều quyền kiểm soát hơn với máy tính, giảm sự phụ thuộc vào các bên thứ ba và có thể đảm bảo hiệu năng của máy ở mức tối ưu nhất, cũng như là việc tăng cường tính bảo mật. Đồng thời là với con chip này thì nó sẽ boot máy 2 lần để đảm bảo an toàn, không bị firmware tùy chỉnh xâm nhập cũng như là lấy dữ liệu. Đồng thời con chip Apple T2 này cũng chịu trách nhiệm kiểm soát touch bar, cảm biến vân tay cũng như là các cái thao tác khác ở trên máy tính của chúng ta. Nên một phần con chip này cũng sẽ giúp cái chiếc MacBook Pro của chúng ta có một cái thời gian sử dụng pin là ấn tượng hơn. Và cái điểm tiếp theo đó chính là về bàn phím ở trên cái sản phẩm này. Ở trên cái chiếc MacBook Pro 2018 thì Apple đã nâng cấp cái phiên bản bàn phím Butterfly lên thế hệ thứ 3. Và có thể nói rằng là cái bàn phím Butterfly thì ở trên các cái đời MacBook cũ thì bị người dùng phản ánh khá là nhiều. Và ở trên cái sản phẩm năm 2018 này thì nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái cảm giác gõ là êm hơn, ít ồn hơn. Và chúng ta cũng không rõ là cái bàn phím này nó sẽ có bị dính bụi cũng như là bị lỗi không nhấn được xuống như những cái sản phẩm trước hay không. Chúng ta sẽ cần phải chờ máy trên tay thì mới có thể trải nghiệm được các bạn nhé. Và cái điểm nâng cấp cuối cùng, và mình nghĩ là cái điểm này sẽ giúp cho các bạn nào mà làm âm thanh hay những bạn nào thích một cái sản phẩm laptop có khả năng giải trí đỉnh cao, đó chính là cái sự nâng cấp về mặt loa ngoài. Khi giờ đây cái loa ngoài của chúng ta đã được Apple cân chỉnh lại và cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh là tốt hơn. Đồng thời giải bass ở trên cái sản phẩm MacBook Pro 2018 nó sẽ nhiều hơn so với lại cái phiên bản 2017. Và như vậy là vừa rồi mình đã điểm qua nhanh những cái sự thay đổi cũng như là những cái sự nâng cấp của cái dòng sản phẩm MacBook Pro 2018 so với lại những cái dòng sản phẩm MacBook Pro 2017. Và chúng ta sẽ không có một cái sự thay đổi về mặt ngoại hình, tuy nhiên chúng ta đã có một cái sự nâng cấp cực mạnh về mặt cấu hình cũng như là về mặt tính năng. Thì các bạn nghĩ rằng cái mức giá lên tới là 150 triệu đồng cho cái sản phẩm này thì nó có đáng giá hay không? Thì các bạn đừng quên để lại comment ở dưới bên dưới nhé. Còn video của mình đến đây xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.